luôn các bạn. Thì hôm trước mình sơ sót quá mọi người, mình không có cập nhật cái bầy cá bé màu rồng tím tơ thứ ba của mình với lại mọi người. Thì sẵn hôm nay mình cập nhật luôn nha. Đây, cái bầy này thì mình nuôi trên khay nhựa nha mọi người. Thì mình có 3 bầy rồng tím tơ, một bầy là nuôi ở thùng xốp, một bầy nuôi hộp kính và một bầy nuôi khay nhựa. Thì cả 3 bầy đều phát triển rất là tốt. Nói chung dòng rồng, dòng bảy màu rồng đó mọi người, khá là trâu, cho ăn đầy đủ là cá ú. Bài này thì mình thấy cũng ngắn ngắn nè, bài này một tháng tuổi, một tháng mấy ngày tuổi nha mọi người, 24 tháng 3. Đó, đang lên màu rồi nha các bạn. Thì nãy giờ mình nghía nghía thì mình thấy có hai bé lên cái màu vàng vàng nè mọi người, cái đuôi lên màu vàng vàng, chắc nhiễm rồi, nhiễm vàng rồng tím mà phải nhiễm chứ anh em. Đó, có khi nào lên rồng vàng luôn không ta? Cái này không biết trước được rồi mọi người, để cá lớn lên chút xíu nữa các bạn, có gì mình cập nhật với lại mọi người sau nha. Thì cái bên mình có một dòng, dòng này là dòng full red blue nha các bạn. Dòng cá khá là thú vị và cũng khá là khỏe. Nói chung nếu mà đánh giá về cái độ khỏe, sức chịu đựng nữa thì mình nghĩ cái dòng này ngon, mạnh hơn cái cả cái dòng full red kia. Cũng khá là mau lớn, cá một tháng tuổi nè nè. Bầy này 23 tháng 3. Mình có cái ngày nha. Đợi cá trống lên tay coi nữa coi như thế nào nữa. Lên tay mà ngon hết là ngon. Trên này mình có Ivory nè mọi người. Bầy này hết sạch à. Bầy này 2, 4, chừng chục mười mấy cá thôi. Nhưng mà ngắn cũng, chắc kỳ này ra super sọt luôn quá các bạn. Ngắn quá ngắn à. Nè, quầy đây, chắc ra super sọt rồi. Không nhiễm nữa là ngon nha. Chứ mình thấy có đềm lắm á. Trước giờ cái vụ mà super sọt mà ra nhiễm nhiều lắm, mà nhiều lắm. Còn mà cá mà super sọt mà ra không nhiễm ít. Rồi, bữa nay thì mình cũng có thu hoạch cá bột nha mọi người. Đang thu hoạch cái bầy AB Full Gold không rebond nha. Nè, đang nổ cá con trù trú luôn nè. Thì nói chung nó cái dòng, những dòng cá bảy màu không rebond á, mình thấy là mắn đẻ hơn. Ở đó là năng sức cao luôn á mọi người. Mắn đẻ hơn so với những dòng có rebond. Đó, cái khoảng cách giữa lứa trước và lứa sau cũng ngắn hơn nữa. Những cái dòng có lưu bông thì cái khoảng cách giữa lứa trước và lứa sau hơi xa hơn. Đó là số lượng cá bột cho một lần đẻ thì mình thấy là cái dòng mà không lưu bông đẻ nhiều hơn á. Cùng một dòng cá. Nhưng mà cái bộ mà không lưu bông á sẽ đẻ nhiều hơn cái bộ mà có lưu bông. Chứ không phải là khác dòng cá đâu nha. Nhiều dòng cá có rêu bông đẻ cũng rất là nhiều, trừ những loại sọt ra nha mọi người. Nói chuyện về sọt thì anh em chắc ai cũng biết hết rồi, vừa khó vừa ít. Full red bài này khá là ổn áp. Nè, full red nữa nè. Nhắc tới full red thì phải đi qua thăm cái bài này mới được. Kéo bài này trước đi. Bài này thấy lanh quá nè. AB Full Gold Rebond. Đúng rồi, bài này là bài rebond. Nhìn cái vàng trống ra tay bơi dài, dài dài rồi. Nè, cô vàng cục bạc của mình. Hy vọng bài này suôn sẻ mọi người ơi. Suôn sẻ là ngon rồi. Chứ mình thấy là cái dàn khung này là ngon rồi đó. Dàn khung này cân đối. Thấy cưng chưa? Ngắn 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 không? Một cái khay như vậy thì nuôi tầm khoảng 20, mật độ khoảng 20 cá là quá ngon rồi anh em. Nuôi đông hơn 20 cá thì hơi cực chút xíu, phải chịu khó thay nước thường.
Còn nếu mà nuôi 20 cá thì phải nói là phải ra luôn á, đốt sạch bon luôn á. À, cọp nhà mình 1 tháng tuổi luôn, 1 tháng mấy ngày tuổi, 1 tháng 5 ngày tuổi. Cọp này mình cập nhật với là mọi người rồi, mình có 3 bầy cọp nhỏ nữa. Thì sao ta đang đang lên kế hoạch lên thêm mấy dàn cây nữa, mới đủ thôi chứ mới đủ xuất tải một số lượng cá bột khá là đông này thôi, chứ bây giờ nếu mà không lên là hơn hết full red. Cặp con nè mọi người, màu á 10 ngày tuổi rồi. Ôi bầu rồi anh em, lụm tách đẻ thôi mọi người ơi. Nghĩa kỹ lại chút nữa nào, mình thấy có bộ bầu rồi nè. Tách thôi mọi người, bay này đáng lẽ là phải nổ, phải bầu bự lắm á, chứ tới cũng tới tuổi sinh sản hết rồi, cả mái lên tay nè mọi người thấy. Em vớt mái này lên nè. Bữa nay là phải ra ngoài mua thêm khay nhựa tách đẻ cho cá. Rồi để riêng đây đi, lát mình đem khay nhựa về tính. Đây còn một mái nữa nè. À, dàn cọp hôm bữa sót lại nè mọi người. Này là HB Blue nha, HB Blue BDS Big Tail. À, bữa nay mình cũng có thu hoạch HB Blue bột nữa nha mọi người. Bầy này là bầy cá đầu luôn á, bầy cá bột đầu tay luôn á. Đi qua đây coi mái kia coi đẻ như thế nào rồi. Bên đây nè mọi người, cá mái ôi mái này muốn xù vẫy rồi, đang nổ mà kì vậy. Cá bột nè, đang luôn á, để lát mình cho chút xíu thuốc mới được. Cái này là không hiểu luôn nha. Ôi mái này nổ cá hư nhiều quá mọi người ơi. Nè mọi người, cá hư nằm dưới nhiều quá nè. Để mình kéo kéo cái vòng đẻ xuất xuống nè. Mái này nổ cá như hư nhiều quá. Lụm anh em. Lụm. Sáng này chưa đẻ đâu nha. Này là AB Red Lay Swallow. Lắm. Ngon lành. Bên đây mình còn một máy HB Blue nữa nè. Chỗ này thì full red. Full red chưa thấy nhúc nhích gì hết. Full red này mình tách sớm. Mình tách full red này sớm lắm. Rồi, đại khái là cũng hết cá rồi mọi người. Mấy cái bộ sùa lô đẻ cá bột quá, nhìn thấy háo hức quá mọi người. Cũng lâu lắm rồi mình mới cảm thấy mà khi mà cá bảy màu nhà đẻ đồ háo hức dữ vậy luôn á. Ngay cả cái bộ mà rồng đỏ sọt bơi đến hấp môn của mình đó các bạn, thì mình cũng không háo hức ở vậy. Cái dòng đó là cái dòng mà lâu đẻ nhất của mình. Nhiều khi mình nuôi cá tới 6 tháng luôn, 6 tháng luôn mới nổ cho mình ra được một bầy cá bột. Mà mình cũng không háo hức bằng cái mấy cái dòng sùa lô. Dạo này làm gì mà ghiền mấy dòng sùa lô quá chừng anh em. Thì trong khoảng thời gian chờ đợi hồi nãy á, thì mình có vô thuốc cho cái bé mái này rồi. Nè các bạn thấy vẫy hơi sần, có thể là do cho ăn rồi mọi người. Ăn không tiêu rồi, chắc phải cắt thức ăn rồi đó. Đó.
cái dòng solo này nè. Mọi người thấy là càng nuôi cá càng về sau, cá càng rũ rượi, cá càng đã, cái độ bộ đuôi bộ vây càng dày càng bự ra. Đến đây có này cho mọi người xem nè. Dạo đây thấy anh em săn tìm nhiều dòng đuôi én dữ quá, Molly đuôi én đồ, mình bảy màu cũng có đuôi én đó nha nha các bạn. Hơi mờ chút xíu rồi không thấy rõ rồi. Rồi tức á. Đó, thấy màu mờ quá các bạn. Mờ quá. Tức quá. Mờ quá mọi người ơi, không thấy được. Này là đuôi trẻ hai luôn mọi người. Bị bẩm sinh từ nhỏ. Cái dòng này là cái dòng Lotobass Swallow luôn, Lotobass BD, Lotobass Siêu Thu. Nè, đang bắn tia. Thì mình có một bé cá là cái đuôi trẻ hai luôn, nhìn tiếu lắm, sung lắm nha, sung lắm. Điện thoại của mình muốn hư ra sao rồi, lấy nét hết được rồi mọi người à. Nè, bơi ra rồi nè. Điện thoại lấy nét không được rồi, để mình cố gắng mình nuôi cái bé cá đó lớn lên chút xíu nữa, nhìn rõ hơn chút xíu nữa rồi mình sẽ show cho mọi người xem. Bên đây mình cũng có đó nè, một bé đó nè, nè, bé này nhìn chắc rõ hơn nè các bạn. Đó, nó cái đuôi trẻ đó luôn á mọi người. Đó, nó thấy không, thấy không? Đó. Mình cũng có đuôi én đó nha, nhưng mà bảy màu đuôi én nha. Mình tiếu. Thôi, bye bye chào mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nha. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn. Thì mình đang dán hồ kính. Để làm xong rồi mình sẽ cập nhật với lại mọi người sau nha. Bye bye các bạn.